Nhưng bây giờ làm sao ra ngoài được? Ê, leo ra cửa sổ đằng sau kìa. Ở đó có đường hẻm. Mấy người đều mau đi. Đi mau đi. Mình kiếm chỗ trốn đi nha. Đi mau đi, đi. Mấy tên mà mặt này xấu quá. Này này, có lẽ là bắt phạm nhân không ạ? Đi đi đi, mở lên. Đi đi, dù là bắt phạm nhân cũng không nên làm như vậy chứ. Tên Hoàng đế nó xấu quá. Tỷ tỷ tôi nói không có sai. Tỷ tỷ tôi nói không có sai mà. Tại sao cô lại nói Hoàng đế xấu như vậy? Tên Hoàng đế xấu đó đã cho người ăn cắp cả lăng kinh của chúng tôi. Hai hội tộc của chúng tôi phải vất vả khó khăn. Cô là người hội tộc? Ừ. Cũng may là Lạc đại ca đã tìm lại được khả lăng kinh. Lạc đại ca là ai vậy? Nếu như có Lạc đại ca ở đây thì tốt. Anh nhất định sẽ cản mấy người kia mà. Cô ở đây chờ một chút nha, tôi trở về liền. Ê, ông tính đi đâu vậy? Tôi đi cản Lý Mãn Thanh. Cô hãy đợi tôi đi nha, đừng có đi hả? Ê, Tây Hạng. Công chúa, tại sao cô ở đây vậy? Tại sao ngươi cũng ở đây? Cha và huynh của ta đâu? Tôi được lệnh vào thành để hỏi tin tức. Tộc trưởng đang ở ngoài thành và đang kiếm cô. Hãy dẫn ta gặp mấy người đó đi. Cô đừng có trở về hay không? Nè, quên đi với cậu kia mà. Ây da, nguy rồi. Lúc nãy ồn ào quá đi, hai chúng tôi thất lạc với nhau. Tôi đi kiếm cô ta. Nè, tổng binh đại nhân. Tổng binh đại nhân. Hay là có cái chuyện gì vậy à? Làm cái gì mà la lớn tiếng vậy? Xảy ra chuyện gì à? Đã có tin tức của hoàng thượng. Thật hả? Hoàng thượng ở đâu vậy? Tôi không biết. Thiệt là cái đồ khốn kiếp à. Lúc nãy thì nói là có tin hoàng thượng, bây giờ tao hỏi người thì người biểu là không có biết. Đúng là cái thằng khốn kiếp mà. Là như vậy nè, lúc nãy nô tài ở trước cửa thấy có lá thư này, nô tài mở ra coi mới biết là lá thư của hoàng thượng. Thơ của hoàng thượng: Lý Tổng Bình hả? Ông gửi tôi đó. Trẫm vẫn cảm thấy khỏe mạnh, đừng có lo. Bây giờ trẫm có việc tạm thời chưa về cung, cho nên trẫm muốn khanh nói với Bạch Trấn và Thoại Đại Long không có cho hoàng binh quấy rầy dân chúng nữa. Nếu mà ai kháng chỉ trẫm nhất định xử chém. Nè, người đưa thư đi đâu vậy? Thưa đại nhân, không có thấy. Không thấy à? Bạch đại nhân, coi đi, nét chữ này đúng là của hoàng thượng đó.
Còn có ấn dấu của hoàng thượng, không thể lầm lẫn được. Vậy đích thân là thư của hoàng thượng à? Ngài đã bình an à? Mình không cần phải đi kiếm nữa đâu hả? Khỏi lo hả? Lý Khả Tố kìa, không ngờ ông là một người ngu xuẩn ngây thơ. Tại hạ ngu xuẩn ngây thơ chỗ nào? Ông nói có lý do gì mà hoàng thượng cần ở ngoài không chịu về, thì chứng tỏ ông đã bị người của Hồng Hoa Hội bắt mất đi, đồng thời đe dọa hoàng thượng giết thơ này. Mục đích của bọn chúng là không muốn chúng ta đến hộ giá. Hoàng thượng bị bắt cóc thật sự à? Hoàng thượng à? Đứng đàng hoàng cho tôi. Tôi đứng đàng hoàng, không có xỉu. Con người của ông thật sự là vô dụng. Đợi tôi cứu hoàng thượng ra rồi tôi sẽ phải tính toán với ông đó, ông biết chưa? Được. Thoại Đại Long, nếu hoàng thượng bị bọn phản loạn Hồng Hoa Hội bắt cóc đi, thì người của hội Hồng Hoa nhất định đưa hoàng thượng đến tổng đà ở Tây An thôi. Chỉ cần chúng ta đuổi theo thì chúng ta sẽ cứu được hoàng thượng, nếu không thì tất cả mọi người phải chết thôi. Hoàng thượng ơi, ở đây nếu mà đi thêm 2 ngày chúng ta sẽ tới tổng đà ăn thi. Không biết Thập Tứ Đệ có hẹn với các huynh đệ chưa? Thập Tứ Đệ là một người rất khôn ngoan, tôi nghĩ hắn có thể đã thông báo cho các đại chủ biết, tin rằng đa số các anh em đã đi tới ăn tây. Tứ ca, đi đường mấy ngày nay chúng ta cũng đã mệt, để tôi đi lấy nước uống nha. Trong thời gian qua thiệt là vất vả cho muội. Còn nói em nữa, anh mới là đã ốm đi quá nhiều. Sư huynh, nếu như huynh còn can thiệp chuyện của tôi, đừng trách là tôi vô tình nghĩa. Anh Trương Chiêu Trọng, ta không có thời giờ đấu với người đâu à, coi kiếm đi. Ê, sư thúc à, là con mà. Ta đã biết là con, sư phụ con làm hư chuyện của ta, ta phải giết lại tử của hắn. Ê, đợi một chút, sư thúc không có giết sư điện được đâu. Nếu không sư thúc sẽ bị trời phạt đó, lúc đó đừng có trách nha. Nói vậy, ta không giết người thì không thể nào hạ giận được. Được rồi, sư thúc muốn giết con cũng được, nhưng mà không có lấy được Khả Lan Kinh đâu. Người có Khả Lan Kinh sao? Hãy thả con ra đi. Con bé này thiệt là. Tiền bối đã giúp đỡ, tiểu bối xin cảm ơn nhiều. Không biết đại danh của tiền bối là gì? Tại hạ Lục Phi Thành. Thì ra là Lục tiền bối, Lục Phi Thành của phái Võ Đàn. Tôi có nghe Tam ca nhắc tới tiền bối, ông khen cẩm lưỡi kim của tiền bối là số 1 của Gia Lâm. Tam đại chủ quá khen à, tôi đâu có lợi hại tới như vậy. Tôi và Triệu Tam ca hai người là bạn thân với nhau à, cho nên chết sống gì tôi cũng phải giúp chuyện của Hồng Hoa Hội thôi. Nhưng mà Trương Chiêu Trọng cũng là người của phái Võ Đàn mà. Hay dạ, đừng có nhắc cái tên đó nữa, tôi không có một cái sư đệ bẩn thỉu như vậy đâu à. Nó phải rồi, dân đại chủ à, hoàng đế chó đã bị bắt rồi, có phải mấy người bắt hay không? Ông nói cái gì? Vua Càn Long thật sự ở Diên Thùy hả? Tôi đâu có biết mấy người có thù oán gì với hoàng đế chó kìa. Nhưng mà tứ đại chủ à, tôi thấy ông đã bị thương nặng lắm, cần phải mau đi kiếm chỗ để dưỡng sức đi.
Cách ở đây 20 dặm có thiết đảm tràng. Trang chủ nơi đó là bạn rất thân của tôi đây nè. Cho nên mấy người có thể đi tới đó để mà tránh nạn đi. Tôi có chuyện cần phải đi gấp đó. Cáo từ. Thiệt không ngờ Giang Thái Lai suốt đời anh hùng, hôm nay lại đến nông nỗi này, lại phải mang ơn một người đã cứu tôi. Không biết trong tương lai làm sao mà trả ơn. Tứ ca đừng có buồn. Trương Du Trọng chỉ muốn đối phó với Tứ ca thôi. Hắn tấn công khi chúng ta không có phòng hờ. Bây giờ chúng ta hãy rời khỏi đây ngay để chữa vết thương cho Tứ ca nha. Thất đệ, để hãy mau trở về tủ lầu đi. Tại sao vậy? Kiếm thiếu đà chủ kêu cậu hãy đến thiết đảm tràng gặp mặt chúng ta. Dạ. Cái gì? Càng Long ở Viên Thủy Phủ à? Đúng. Tứ ca kêu tôi thông báo chồng hãy giao nhà hàng này lại cho Tam Nghiên. Còn ông thì mau đi nói cho Tam ca và thập đệ biết. Cho hay nếu mấy người đó gặp thiếu đại chủ thì kêu thiếu đại chủ đi thiết đảm tràng để gặp mặt. Chúng ta sẽ bàn chuyện lớn. Lần này thiệt là bất ngờ quá. Nếu như huynh đến đây sớm một bước thì có thể đi chung với thiếu đại chủ. Tam ca, ngày xưa tổng đại chủ còn sống lãnh đạo hội hôm qua, ai ai cũng trung thành với nhau như là anh em. Khi đó rất là dân chủ. Không ngờ bây giờ Tứ ca làm cái gì cũng cứng rắn cả. Thiệt là không có ngờ đưa một kẻ không ra gì lãnh đạo chúng ta. Tứ đệ lẽ ra là một anh hùng, là một người rất có can đảm, nhưng mà không hiểu tại sao phải đưa Gia Lạc lên làm tổng đại chủ vậy. Trần Gia Lạc có cái gì không tốt? Tại sao không làm tổng đại chủ mấy người? Người là ai? Ồ, thì đâu là quan đồng nhân Ma Viên Thế Khôi à? Trương Gia Nhân nhận xét giỏi đó. Người thiệt là to gan, dám xuất hiện trước mặt Hồng Hoa Hội à? Ê, người nói chuyện thiệt lạ. Tại sao ta không dám gặp mặt mấy người chứ? Người to gan dẫn thiếu đại chủ của chúng ta đi đến kỷ diện kiếm gái à? Huynh đệ của hội Hồng Hoa chúng ta ai ai cũng đều muốn giết ngươi cho bằng được. Không ngờ anh hùng của cái hội Hồng Hoa này ai ai cũng là người chật hẹp, không có biết nhìn xa. Đi kỷ diện một lần có cái gì quan trọng đây? Ý miệng. Có Triệu Bán Sơn ở đây, ngươi không được nói xấu người của Hồng Hoa Hội nghe chưa? Ta không cần biết mấy người là anh hùng hay là không, ta chỉ lo cho Trần Gia Lạc thôi. Hắn ở đâu và bây giờ hắn có khỏe không? Ngươi không cần phải biết, cút đi ngay. Hè, thiệt là ngang tàn. Nếu ta không nghĩ Trần Gia Lạc là huynh đệ của ta thì ta đã đập bể cái mỏ của ngươi rồi. Mày dám à? Nè nè, ngươi đang bị thương phải không? Dù tao bị thương nặng đi nữa, ta cũng phải giải cái thằng gù này à? Khốn kiếp à, dám chửi tao có tật hả? Ta giết mày. Đại ca. Huynh đệ, huynh có khỏe không? Ai đã thương cho huynh vậy? Nó. Tam ca, thập ca. Thiếu đại chủ à, cậu đã đến rồi à? Tam ca, tại sao phải đánh Diêm ca như vậy hả? Phi, cậu kêu hắn thiệt là thân mật. Cậu đừng có quên cậu là thiếu đại chủ của hội Hồng Hoa nha. Tại sao cậu có thể đi theo với một tên ăn cướp mang tiếng như hắn ta? Thập ca, Diêm đại ca không phải là người như vậy đâu. Hắn ở miền Đông Bắc giết không biết bao nhiêu người, em nói đi, có phải là kẻ xấu hay không? Đó là chuyện ngày xưa. Diêm đại ca đã hứa với tôi làm lại cuộc đời, không có giết kẻ vô tội nữa. Ta không ngờ con người của hắn xấu như vậy mà cậu có thể tin tưởng được. Thập ca, bất kể con người của Diêm đại ca như thế nào đi nữa, bây giờ cũng không quan trọng. Tôi chỉ muốn biết nghĩa phụ của tôi có phải bị hoàng đế Càn Long giết hay không. Tứ gia không muốn nói cho cậu nghe là vì sợ cậu trẻ tuổi nóng nảy đi Bắc Kinh tìm Càn Long để trả thù. Bây giờ cậu đã biết hết mọi chuyện rồi, cho nên chúng tôi không cần giấu nữa. Như vậy nghĩa phụ của tôi thật sự đã bị Càn Long giết chết hay sao? Không sai. Được. Trần Gia Lạc này không giết Càn Long không phải là người. Thiếu đại chủ, cậu muốn đi đâu vậy? Diêm đại ca, chúng ta hãy tìm Càn Long để báo thù. Thập đại chủ, cậu không biết trắng đèn lẽ phải gì cả. Các huynh đệ đang đợi cậu về tổng đà để bàn chuyện trả thù. Trong khi đó thì cậu lại dắt một tên đàn cướp để mà lo chữa bệnh cho nó. Cậu có còn lo cho hội Hồng Quai không? Các người đưa thơ gấp cho tôi là vì chuyện này hay sao? Tôi tưởng là cậu chưa nhận kìa. Là lỗi của tôi, bởi vì tôi không mở thơ ra coi ngay. Đương nhiên rồi, cậu chỉ biết đi chơi bời thôi.
Thập ca, Thập ca, Viên đại ca là huynh đệ kết nghĩa của tôi, tôi không thể nào không cứu. Để tôi lo xong chuyện này rồi tôi sẽ đến tổng đà ở Tây An. Im miệng, các huynh đệ chờ đợi không có thời giờ nữa đâu. Nếu như quả tình cậu đây là người Hồng Hoa và không muốn để mang tiếng nữa, giết nó đi. Thập ca, huynh đệ à, Diêm Tiểu Khôi này làm quá nhiều chuyện ác, tội của tôi đáng chết. Ngày hôm nay chết dưới tay của huynh thì cũng là may mắn của tôi rồi. Giết đi. Viên đại ca, tôi không thể nào giết huynh được. Nếu như cậu không giết hắn ta thì Hồng Hoa hội không có tên của cậu nữa. Tam ca, thiếu đà chủ, khi xưa tổng đà còn sống rất là mến cậu. Nếu như cậu vì tên ăn cướp này mà phải phản bội lại hội Hồng Hoa chúng ta, tổng đà chủ ở suối vàng có biết được cũng không bao giờ nhắm mắt đâu. Giết nó đi. Huynh đệ, thiếu đà chủ. Tam ca, Thập ca, tôi tự chém một nhau là xin lỗi hai vị. Đợi tôi lo xong cho Viên đại ca rồi tôi sẽ tới phân đà xin lỗi các vị sau. Thiếu đà chủ, nếu mà cậu dám đi với những cái loại người như thế này thì từ nay về sau đừng về Hồng Hoa nữa. Để cho hắn đi đi, Hồng Hoa hội không có những người bị mang tiếng như hắn vậy đâu. Ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Được. Huynh đệ, Diêm Thế Khôi này đã làm quá nhiều chuyện ác, giết người vô số kể. Hôm nay có được một tri kỷ như huynh đệ, chết cũng nhắm mắt mà. Đại ca, đừng có nói như vậy. Trần Gia Lạc tôi làm việc phải, không có trái với lương tâm. Huynh đã chịu làm lại cuộc đời mới rồi thì tại sao tôi không thể trở thành bạn của huynh được? Ờ phải rồi, tại sao huynh lại đi kiếm người của Hồng Hoa hội vậy? Kể từ cái hôm mà huynh đã dụ Trương Chiêu Trọng ra đi, tôi luôn lo lắng cho an toàn của huynh, cho nên tôi cứ đi hỏi tin tức của huynh. Tình cờ ở chỗ đó gặp mặt người của hội Hồng Hoa, có một người bạn như huynh để cảm thấy rất là an ủi. Trần Gia Lạc, ngươi là thiếu đà chủ của Hồng Hoa hội nhưng mà lại làm bạn với một tên cướp này. Trương Chiêu Trọng kia, ta làm bạn với ảnh còn hơn là làm bạn với ngươi. Nói hay lắm, ai mà làm bạn với một cái tên nham hiểm giống như là nhà ngươi đây thì mới là xui đó. Trần Gia Lạc, lẽ ra ta đang truy cứu tứ đà chủ của Hồng Hoa hội nhưng mà không ngờ hắn đã chạy thoát. Bây giờ ta gặp nhà ngươi, coi như nhà ngươi đã gặp xui xẻo rồi. Nếu như ngươi không muốn bị ta giết chết thì ngươi ngoan ngoãn giao Khả Lăng Kinh cho ta. Ngươi muốn lấy Khả Lăng Kinh thì phải giết ta trước đi. Ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Ta sẽ cho nhà ngươi nếm mùi sống còn khổ hơn là chết nữa. Huynh đệ, hắn sẽ đánh tan sự của huynh đó. Tôi cũng không muốn chết như vậy đâu. Mình chết chắc rồi. Từ xưa đến nay ai lại không phải chết? Chết là vấn đề sớm hay muộn thôi. Được, hôm nay huynh đệ ta chết chung với nhau, có chết cũng vui lòng mà. Hay. Ráng nhịn nha, ta sẽ đẩy chất độc của em ra, nhịn một chút đi. Đại ca, huynh bị thương rất nặng, đừng có nên vì tôi mà tốn sức, tôi cũng không lành được đâu. Không, huynh không thể bỏ đi như vậy được, ta nhất định phải chữa cho huynh lành. Đại ca, hãy nghe tôi nói. Nếu lỡ tôi có bị chết thật sự thì huynh nhất định phải giết Càn Long cho tôi, để trả thù cho nghĩa phụ của tôi. Không, huynh không thể chết được. Ta không để cho huynh chết đâu. À,
Viên đại ca, huynh muốn làm gì vậy? Huynh cứ yên chí ở đây đợi tôi đi, ta sẽ đi kiếm đại phu cho huynh. Huynh đệ à, em chết đi ta cũng không có sống được. Nhớ kỹ nha, trước khi mà ta trở về huynh đừng có chết nha. Đại ca, tôi chấp nhận. Trước khi huynh trở lại nơi này, tôi sẽ không chết đâu. Vậy thì tốt rồi, ráng nằm xuống nghỉ đi, ta sẽ trở về ngay mà. Con thiệt là kêu con đừng ở đi theo người Hồng Hoa Hội, con không nghe. Bây giờ con thấy chưa, làm cho Trương Chiêu Trọng bực tức rồi đó kìa. Hay dạ, có gặp lại ông cũng vậy thôi, con đâu có sao đâu mà. Con không phải là thường gặp may mắn đâu à, lần sau nó sẽ không tha cho con đâu. Nguyên chỉ con hãy về tổng binh phủ mà chờ đợi đi hả, đừng có làm sư phụ lo lắng nữa. Con không chịu. Con chuyện gì vậy? Im miệng đi. Không được. Quang Đông nhận mà Diêm Thế Khôi. Hả? Lãng à? Hình như Lãng bị thương rồi đó. Nghe người của Hồng Hoa Hội nói hắn đang ở với Trần Gia Lạc kia mà. Đúng rồi, Nguyên Chỉ à, chúng ta hãy chia nhau đi kiếm, như vậy có thể tìm ra được Trần Gia Lạc hiện ở chỗ nào. Dạ được. Bây giờ ngươi đang ở trong tay của ta. Trần Gia Lạc. Là cô à? Khả Lăng Kinh đâu? Tôi đã đưa cho người ta rồi. Ngươi đừng nói bậy đó nha. Nè, không được cử động à, nếu không ta chém đầu của ngươi đó. Ngươi bị thương sao rồi? Không những bị thương, trúng phải độc chưởng của Trương Chiêu Trọng, sống không quá 3 ngày. Ngươi bị thương à? Nè, nói đi, ngươi bị thương ở đâu? Chỉ cô nương, cô rất là mong muốn tôi chết kia mà, tại sao bây giờ phải cứu tôi vậy? Ta thật ra ta không phải là xấu như là nhà ngươi tưởng tượng đâu. Hơn nữa, ngươi đã từng cứu ta mà, bây giờ ta cứu ngươi cũng như là trả ơn cho ngươi đó, không được hay sao? Cũng được, cô trả ơn lại cho tôi, nhưng mà cô không cứu tôi nổi đâu. Không cứu được nhưng mà phải cứu thôi. Nguyên chỉ, con ở đâu vậy hả? Sư phụ, con đang ở đây nè, sư phụ. Trần Gia Lạc, cậu thật sự ở đây hả? Sư phụ à, ảnh Trần Gia Lạc đã bị trúng đau hồn dưỡng của sư thúc. Sư phụ, hãy cứu ảnh mau. Được, để tao qua thử hả. Quả thật hắn đã bị đoạn hồn chưởng đánh bị thương rồi. Vậy cứu được hay không hả? Lão tiền bối, sinh tử hữu mệnh, không cần phải lo cho con đâu. Sư phụ. Hey, con à, nếu như có thể cứu được thì cũng rất là nguy hiểm đó. Tại sao lại nguy hiểm được? Con có biết hai chữ nguy hiểm sao? Sư phụ dạy con, con sẽ thấy sư phụ dùng mấy chục cây kim chích hết các huyệt đạo trên người của hắn thì mới có thể ép được chất độc ra ngoài, và hắn không thể nào bị phân tán tinh thần được đâu nha. Nếu xảy ra một chút chuyện nhỏ thì tánh mạng quán sẽ không có còn nữa đâu à, biết chưa? Vậy còn hơn là chúng ta cứ nhìn đánh chờ chết. Con làm cái gì mà lo lắng quá vậy chứ hả? Thế nào, Nguyên Chỉ à, con đã thương hắn rồi sao hả? Đừng nói bậy à, con chỉ sợ là nếu như mà anh không có sống được á thì không có người nào đoạt lại Khả Lăng Kinh, và đâu có ai biết là hoàng thượng đang ở đâu đâu. Cái gì? Cô nói hoàng thượng? Lý do gì? Ta không nói hoàng thượng đâu, ngươi nghe lầm rồi đó. Không, cô nói là nếu như không có cứu được tôi thì không có ai biết hoàng thượng ở đâu. Tại sao tôi lại có liên quan với vua Càn Long chó đó chứ? Được rồi, Trần Gia Lạc đừng có lôi thôi nữa. Đây, để té chất độc ra ngoài rồi mới nói chuyện sau đi hả?
Nè nè Nguyên Chỉ à, con hãy mau đi chuẩn bị lửa đi ha. Sao đâu ha Nguyên Chỉ, con mau rút hết mấy cây kim ở trên mình của nó ra đi hả? Để nó nghỉ một giấc thì hết chuyện ngay. Được được. Tại sao không thấy ai hết vậy? Ở đây có lửa, chắc là người ta đi chưa xa đâu. Quân Minh à, chạy mau. Hả? Là Hồ Nhân à? Bắt bọn chúng đi. Khoan đã, đại nhân, tìm được Hoàng Thượng rồi nói chuyện sau, đừng có động thủ trước. Hồi Nhân có liên quan với Hồng Hoa Hội, kiếm được Hồi Nhân thì có thể tìm ra Hoàng Thượng. Tây Hạ, Tây Hạ, Tây Hạ, Tây Hạ. Cô này cũng đẹp thiệt. Đừng đến gần ta. Lính Mã Thanh đã ôm như vậy, tại sao giết người của ta chứ? Nếu trách thì trách Hồi Nhân đi, cấu kết với Hồng Hoa Hội để mà tạo phản, đồng thời còn bắt cóc Hoàng đế Đại Thanh. Mấy người đừng có nói bừa, chúng tôi không có bắt cóc Hoàng đế của mấy người đâu. Dĩ nhiên là cô không thừa nhận, phải bắt cô về đánh đập rồi mới khai có đúng không? Điểm đi. Đi. Thả tôi ra. Đại ca. Hương Hương. Đại ca. Theo đâu? Hương Hương, muội làm cho mọi người lo lắng, tại sao lại bỏ nhà ra đi vậy? Muội không biết là nguy hiểm lắm hay sao? Lẽ ra thì muội giữ gìn kinh thư, bây giờ bị người ta cướp đi mất, muội cũng phải có trách nhiệm. Huống chi là ở nhà một mình, muội cảm thấy buồn quá nên muội mới đi kiếm tỷ tỷ. Lòng muội chỉ mong muốn là phải giúp đỡ cho tỷ tỷ phần nào đó thôi. Muội à, tỷ tỷ không có trách đâu, mà chỉ là cho muội thôi. Muội tự nghĩ đi, lỡ muội bị người xấu bắt đi hay là gặp phải tai nạn, cha và đại ca sẽ lo biết chừng nào. Phải. Muội cũng biết huynh tỷ và cha thương muội lắm, mà muội cũng thương huynh tỷ và cha nữa. Bây giờ muội đã không sao, tỷ tỷ an tâm lắm rồi. Cha đâu? Phần thì phải trốn lính Mãn Thanh, phần thì phải đi tìm Diêm Thế Khôi để mà đoạt lại Khả Lan Kinh. Tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng có lo, kinh thư ở đây nè. Muội đoạt được Khả Lan Kinh à? Không phải muội, mà Lạc đại ca đã đoạt lại cho muội đó. Lạc đại ca? Ai vậy? Ảnh là người tốt, võ công cũng giỏi nữa. Tỷ tỷ, Khả Lan Kinh nè. À, đúng là Khả Lan Kinh rồi. Muội tốt. À, muội à, Lạc đại ca là người nào vậy? Tại sao lại lấy Khả Lan Kinh cho mình? Tỷ tỷ cũng biết ảnh mà, là Trần Gia Lạc đó. Trần Gia Lạc? Muội quen với anh ta hả? Lạc đại ca là một người rất tốt, lại đẹp trai nữa. Ảnh lo lắng cho muội nhiều lắm. Có hỏi tỷ tỷ không? Dạ có. Anh nói tỷ tỷ rất là đẹp và là một nữ anh hùng nữa. Anh nói giao Khả Lan Kinh cho muội giữ là an toàn nhất, tại vì không có ai để ý tới muội cả. Anh đâu rồi? Làm sao đoạt được Khả Lan Kinh vậy? Lẽ ra anh đã dẫn muội đi gặp tỷ tỷ rồi, nhưng mà tự nhiên anh có chuyện phải đi ăn Tây Đô. Anh còn nói với muội Khả Lan Kinh này là do Diêm Thế Khôi trả lại đó. Diêm Thế Khôi? Sao lại để kinh thư cho Gia Lạc? Đại ca, dẫn Hương chạy đi. Đi. Trả kinh thư cho ta, ta sẽ đi ngay. Kinh thư ở đây, nhưng phải coi nhà ngươi có bản lãnh để lấy được không. Thank you.
kiếm pháp. Ta đã đoạt được Khả Lan Kinh rồi. Đợi khi ta lấy được đầu người của Dân Thái lại, thì võ lâm này nhất định sẽ thuộc về một mình ta thôi. Đại nhân, đây là một cô nương của hội tộc. Hoàng thượng bị bắt á, nhất định là bị bọn nó giết chết. Tôi cần bảo vệ hoàng thượng thì nhất định xử tử là cái chắc. Để tôi xử tử tôi cho rồi. Ở ngay cái sợi dây này thiệt là chẳng lẽ mày cũng gây phiền phức cho ta. Ta thiệt là xui xẻo. Phải thắt cổ ta là thắt cổ chết đi như vậy ít ra còn giữ được cái xác. Tôi phải treo cổ tự tử. Tôi không thể tắt thở được. Tại sao tôi ngu vậy? Nếu mà hoàng thượng chưa chết thì mình chết nên đâu có ý nghĩa. Chờ xác nhận ở hoàng thượng chết rồi thì mình thắt cổ sao đi. Tống Minh đại nhân, tiểu nhân đã chết. Con mẹ mày, mày cũng tiểu nhân đã chết. Tống Minh đại nhân, mày muốn giết tao hả? Tao nói mày nghe. Tống Minh đại nhân, tiểu nhân đã chết. Mày muốn hại tao chết à? Mày thiệt là một thằng khốn nạn à? Mày muốn tao chết sớm hả mày? Giờ tôi không dám hại đại nhân đâu, mà là tôi có chuyện quan trọng phải bẩm báo. Chuyện quan trọng gì à? Tại sao phải sợ vậy à? Thôi đại nhân, giờ tân tướng quân đã có bắt một đứa con gái hội tộc gì. Đồ mất dạy à, bắt một cái con nhỏ hội tộc à, mày cũng cho là chuyện quan trọng hay sao hả? Là chuyện lớn à hả? Thưa đại nhân, thưa đại nhân đang hỏi cô này về tin tức của hoàng thượng. Cái gì, đã có tin tức của hoàng thượng rồi. Có tin tức hoàng thượng à? Đồ ngu ngốc à, tại sao không nói ta biết sớm vậy à? Mày thiệt là khốn nạn à. Thiệt là khốn kiếp à, mà giúp ta đứng lên đi. Có tin hoàng thượng à? Có tin rồi à? Nói đi, có phải hoàng thượng đã bị người Hồng Qua hỏi bắt đi rồi không hả? Ta không biết. Ê hoàng thượng à, ông hoàng thượng à, cô nương này thiệt là đẹp. Mắt thì lớn, mặt thì tròn, miệng nhỏ. Thiệt sự là một cô nương đẹp đúng tiêu chuẩn đó. Lý Tổng Bình, tôi đang thẩm vấn phạm nhân đi. Không phải là lựa người đẹp đâu. Tôi cũng vậy, tôi nghĩ rằng một cô nương xinh đẹp như thế này làm sao mà bắt cóc ông hoàng thượng được. Chắc chắn là không có dám làm những cái chuyện để bị chém đầu như vậy đâu nha. Để tôi cô nương, hoàng thượng ở chỗ nào vậy? Tôi đã có hỏi rồi, cô ta không có chịu nói. Lý Tổng Bình, tránh ra đi, để tôi hỏi cho. Đừng. Nè. Đợi đi à, cô này da thịt trắng trẻo, dễ thương như vậy. Nếu như mà ông đánh cổ để lằn ở trên thịt da đó thiệt là xấu. Để cho tôi hỏi, tôi sẽ hỏi ra mà. Giao cho tôi đi à, tôi bảo đảm với ông trong vòng 3 ngày anh sẽ biết là hoàng thượng ở chỗ nào. Mấy người thật sự không bắt cóc hoàng thượng sao? Dạ thưa, tôi đâu có dám nói dối đâu. Hôm qua chúng tôi không có bắt cóc hoàng thượng. Chuyện này là chuyện lớn mà, làm sao giống người ta được đây. Nếu vậy thì ai đã cướp đi hoàng thượng? Nghe Dân Tứ Ca nói rằng khi mở Diên Thùy thì Dân Tứ Ca có gặp hoàng thượng ở trong thành phố. Thật à? Như vậy thì hoàng thượng tự ý đi ra ngoài hay sao? Trương đại nhân, nghe nói là thiếu đại chủ của chúng tôi đã bị chưởng đoạn hồn của ông và không sống hơn 3 ngày. Đúng vậy. Ngoài phái Võ Đàn ra, giang hồ bây giờ không ai có thể cứu được hắn. Trần Tấn, Trần Gia Lạc đã chết rồi.
thì ngươi không cần sợ hắn lên làm tổng đà chủ của Hồng Hoa Hội nữa, và không sợ hắn nói ra bí mật khi xưa chúng ta đã hại hắn. Trương đại nhân, cảm ơn ông giúp đỡ. Ngươi hiểu được thì tốt rồi. Văn Thái Lai đâu hả? Theo tin của Hồng Hoa cho biết á, thì hiện bây giờ anh ta đang ở Thiết Đảm Trang đó. Ừ, tốt lắm. Ngươi đi lo cái chuyện này cho đàng hoàng đi. Đợi khi nào ta làm được đệ nhất võ lâm rồi, thì ta sẽ cho nhà ngươi làm đà chủ của Hồng Hoa Hội. Bây giờ thì ngươi hãy cút đi. Cảm ơn Trương đại nhân. Tiểu nhị, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi có thấy một vị cô nương cao cỡ này đây, rất là xinh đẹp và mặc một áo màu hồng, nhìn nó là biết hồi nhân ngay, và bề ngoài cũng rất là dễ thương. Ngươi có chắc hay không là tại vì cô nương này bề ngoài nhìn rất là xinh đẹp? Ta nghĩ là ngươi hãy nghĩ lại đi. Ngươi tiểu nhân Trương Chiêu Trọng khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng dạng tối. Ông đã nhìn lộn người. Ta chỉ là người buôn bán bình thường. Tiểu nhân ở cấm cung hầu hạ cho Thái hậu hơn 3 năm, dung mạo của hoàng thượng tiểu nhân không thể nào quên được đâu. Khanh là người làm của Thái hậu à? Tại sao không bao giờ trẫm gặp mặt Khanh vậy? Tiểu nhân được Thái hậu coi trọng, âm thầm bảo vệ Thái hậu. Trong cung đình không có chức quan nào không có mặc quan phục cả, cho nên hoàng thượng không thể nào nhớ mặt tiểu nhân được. Đây là tử kim lệnh bài của Thái hậu ban cho tiểu nhân. Khanh không ở cung đình bảo vệ Thái hậu, tới chỗ này làm cái gì? Khải bẩm hoàng thượng, tiểu nhân được lệnh của hoàng Thái hậu đi ra truy sát Văn Thái Lai. Văn Thái Lai? Thái hậu đã có căn dặn tiểu nhân, nhất định đừng để hoàng thượng gặp được mặt của Văn Thái Lai. Cái gì? Chẳng lẽ là hoàng Thái hậu sợ Văn Thái Lai nói với trẫm, để mà trẫm biết những chuyện không nên biết, vì vậy phải cho người đi giết người để diệt khẩu à? Trẫm đâu có ra lệnh rồi, cần phải bắt sống cho được Thái Lai. Tại sao Thái hậu lại biểu giết khách? Dạ thưa, chuyện này tiểu nhân không biết được. Thái hậu biểu khách đi làm thì khách lại cho trẫm thầy. Chẳng lẽ khanh không sợ Thái hậu biết chuyện này sẽ giáng tội khanh hay là sao đây? Tiểu nhân cả đời chỉ có một nguyện vọng, tức là được làm việc cho hoàng thượng đây. Hôm nay may mắn được gặp mặt hoàng thượng, đúng là cơ hội trời cho, để tiểu nhân có cơ hội bẩm báo với hoàng thượng biết. Ý của trẫm à, là từ nay về sau chỉ cần nghe lệnh của trẫm. Đúng vậy, nếu tiểu nhân không trung thành sẽ bị trời phạt chết hoàng. Nhưng mà nếu Thái hậu biết chuyện này, trẫm không có giúp khanh được. Nếu hoàng thượng không nói ra thì Thái hậu không thể nào biết được chuyện này. Ý của khanh là muốn giấu Thái hậu làm việc cho trẫm sao hả? Muốn làm việc hai đầu à? Không, tiểu nhân muốn âm thầm giúp đỡ cho hoàng thượng, giết gian nhân bảo vệ hoàng thượng. Khanh lanh lợi lắm, nói chuyện cũng giỏi, nhưng mà có khả năng gì bảo vệ trẫm đây? Võ công giỏi. Võ công của tiểu nhân chẳng được thiên quân. Thật sự là còn hơn thiên quân vạn mã. Nói đi, khanh làm gì cho trẫm đây và muốn được ban thưởng cái gì? Tiểu nhân chỉ muốn làm được thiên hạ đệ nhất võ lâm. Võ lâm đệ nhất nhân? Ý của khanh là muốn trẫm cho khanh là minh chủ võ lâm à? Dạ phải. Tiểu nhân chỉ muốn làm được minh chủ võ lâm, thống nhất giang hồ. Trương Chiêu Trọng, khanh quả thật là tham lam. Muốn võ lâm thiên hạ nghe lệnh của một mình khanh không phải là dễ. Chỉ cần hoàng thượng ngài ở trong triều tuyên bố chính thức thì người của võ lâm không ai dám kháng chỉ đâu. Hơn nữa, khi nào tiểu nhân được làm minh chủ võ lâm thì cũng có thể giúp đỡ hoàng thượng tiêu diệt đại hội võ lâm và Hồng Hoa Hội. Được, trẫm chấp nhận. Hoàng thượng coi trọng tiểu nhân như vậy sao hả? Quân vô hí ngụ. Tiểu nhân xin tạ ơn của hoàng thượng. Hoàng thượng, cái này là cái gì? Đây là Khả Lan Kinh của hồi tộc đó. Khả Lan Kinh? Khách được Khả Lan Kinh à? Đây là một món quà tiểu nhân xin tặng cho hoàng thượng ngài. Còn món quà thứ hai chính là đầu người của Văn Thái Lai. Không, phải bắt sống. Trương Chi Trọng, trẫm có chuyện hỏi hắn ta, khanh nhất định phải đem hắn tới gặp mặt trẫm. Dạ.
Hồng Hoa Hội có nhiều người, Khanh muốn trẫm cho Khanh bao nhiêu người? Tiểu nhân chỉ muốn món đồ thôi. Muốn cái gì? Long bài lệnh của Hoàng thượng. Khanh quả thật là khôn ngoan đó nha. Bài lệnh của trẫm đây thì có thể điều động thiên binh vạn mã. Trẫm ban cho Khanh long bài lệnh không phải là để làm chuyện bậy bạ. Trẫm vẫn còn có phương pháp để phạt Khanh. Tiểu nhân biết rõ. Hoàng thượng, người của Hồng Hoa Hội thường hay xuất hiện ở chỗ này. Tốt nhất là Hoàng thượng hãy về tổng binh phủ sẽ an toàn hơn. Vấn đề này trẫm biết. Bây giờ Khanh chỉ cần đi lo bắt Giang Thái Lai cho trẫm. Đi mau đi. Tiểu nhân xin cáo từ. Tên Vạn Đình kia nói đúng sự thật hay sao hả? Trẫm là con của nhà họ Trần Hải Ninh. Bây giờ Thái Hậu sợ trẫm gặp Giang Thái Lai, cho nên đã sai người giết hắn để mà diệt khẩu à? Sư phụ, bây giờ còn biết kêu ta là sư phụ sao? Ta nghĩ bây giờ con chỉ biết lo cho Trần Gia Lạc mà thôi à. Ây da, sư phụ đừng có nói đùa mà. Con không có thích ảnh đâu. Ai nói con thích ảnh chứ? Không thích à? Nguyên chị à, không thích nó thì tại sao hai người lại miệng đối miệng với nhau? Sư phụ à, sư phụ. Được rồi, Nguyên chỉ sư phụ không có chọc con nữa đâu hả? Nhưng mà sư phụ nói thật nha, tuy rằng sư phụ là một người kỳ lạ, nhưng mà sư phụ lo cho con lắm. Nguyên chỉ con nghe đây, lát nữa Trần Gia Lạc nó tỉnh dậy đó hả, sư phụ chỉ giúp con hỏi nó, để coi nó có thích con hay là không. Chịu không hả? Được, không nói nữa. Nè, để mở đi nha. Nếu mà không cứu được huynh đệ của ta, ta chém đầu những người đó, mở lên. Ê, mấy người là ai vậy? Ở đây làm cái gì? Chúng tôi... Huynh đệ à? Huynh đệ! Có phải mấy người đã giết huynh đệ của tôi không? Nói! Ây da, cậu bé này cái miệng không có lông, không có râu. Thế nào, cậu vô đây la ồn ào như vậy, tôi bật lên tôi đuổi cậu đi đó nha. Ông mà dám đuổi tôi à? Ừ. Ông già mắc dịch này, nếu như ông còn lộn xộn với tôi á, thì tôi sẽ đấm cho một đấm bể đầu công luôn. Nè. Ê! Đứng lại. Lại đi. Mau chữa bệnh cho huynh đệ của tôi. Nếu mà ông chữa không được thì ông phải chết đó nha. Thôi được rồi, được rồi. Mấy cái tên đại phu nhà quê đó làm sao có thể cứu được mạng người đây chứ. Ông đừng có nói nhiều. Hả? Tại sao cậu nói tôi vậy? Nói rồi sao? Tôi nói cho cậu nghe, con người của cậu không ra cái gì cả. Tôi muốn coi cậu đánh được cái đầu của tôi bể hay là tôi nhổ hết râu của cậu đó, không biết chưa? Yeah. Ê, sư phụ à, hai người. Đại ca. Hả? Quỳnh đệ, đệ lành rồi à? Đại ca, Lục tiền bối đã đến đây chữa thương cho tôi. Ổng là ai vậy? Ổng là nhị đà chủ của phái Võ Đàn, Lục Phi Thanh, Lục tiền bối. Thì ra là Lục tiền bối, Lục anh hùng đó hả? Thật kính, thật kính. Đừng có nói vậy, tôi không dám nhận đâu nha. Nếu không phải cậu đệ quen biết cái Trần Gia Lạc, tôi đánh gãy răng của cậu hết rồi đó. Bây giờ cậu ngoan ngoãn mà cút đi. Hả? Cái gì mà ngoan ngoãn cút đi hả? Còn bà đó, cái thằng cha già mắc dịch kia, tôi đã xưng với ông là bằng lão anh hùng. Ông lại nói những lời vô phép với tôi như vậy sao? Ta muốn nói vậy thì sao hả? Sao hả? Ê, thôi đi mà. Đừng. Ê, quý bị thương chưa có lành mà, đừng nói chuyện nhiều. Chị cô nương à, khi nãy cô nói hoàng thượng đó ở đâu? Cô nói đi. Ta... À dạ, tại sao người lại hỏi như vậy chứ? Ta và sư phụ của ta đã tốn rất là nhiều công phu mới cứu được cho người sống. Người không cảm ơn được người ta thì thôi, chỉ hỏi chuyện bậy bạ không à. Các người cứu tôi, dĩ nhiên là tôi rất mang ơn. Nhưng mà cái tên Du Mãn Thanh kia đã giết chết nghĩa phụ của tôi, tôi nhất định phải biết hắn ở đâu. Cô nương hãy nói cho tôi biết đi. Tiểu tử à, cậu nói gì đây? Tổng đà chủ Du Văn Đình là Du Mãn Thanh giết chết sao?
Không có đâu, hoàng thượng không có đích thân giết người đâu. Con người của ông ta tốt kia lắm. Nói cái gì? Hoàng thượng tốt? Cô ở đâu gặp phải hoàng thượng? Cho tôi biết đi. À dạ, người thiệt là cứng đầu quá đi. Tao quen với hoàng thượng thế nào không có nói cho người nghe đâu. Ngồi xuống đi. Tiểu tử đừng có ép nó nói nữa. Cái tên vua chó đó thật sự là đang ở khu này, nhưng mà đang ở căn nhà nào thì không ai biết được cả. Vậy thì chỉ cô nương có quan hệ gì với hoàng đế? Quan hệ? Không có chút quan hệ nào cả. Nhưng mà tiểu tử, tôi muốn cậu giết chết cái tên hoàng đế chó đó để trả thù cho nghĩa phụ của cậu. Nhưng mà người trong giang hồ phải trọng tình nghĩa. Tứ đà chủ của Hồng Hoa Hội bị tên sư đệ bậy bạ của tôi Trương Chiêu Trọng đánh bị thương nặng, bây giờ lại bị bọn Mãn Thanh bao vây nữa. Cậu hãy nên đi cứu nó, như vậy mới là huynh đệ đó. Cái gì? Dân tứ ca đã bị thương? Ê dạ đúng vậy đó. Đồng thời tôi kêu hắn chạy tới nhà của Chu Anh Hùng để mà trốn tránh nữa đó. Nhưng mà cậu bé, tuy rằng đệ tử của tôi hơi nóng tánh chút xíu, nhưng nó là một người rất hiền lành. Sau này cậu phải đối xử với nó tốt chút, có biết chưa? Tôi đi trước cáo từ nha. Nguyên chỉ đợi ta với. Lục lão tiền bối. Thôi đi đừng kêu nữa, để cho ông đi chết đi. Thôi à, nè quý đệ à, nằm xuống nghỉ đi. Quý đệ à, ráng chịu đựng một chút nha. Nè, huynh đệ, cây này đưa cho đệ sử dụng đi. Đệ hãy thử coi có được không. Ê, thiệt là vừa lắm đó. Huynh đệ à, chân của huynh đệ bị thương rồi. Ê rằng đệ phải chịu khó cầm gậy đi nữa nha. Huynh đệ à, cứu mạng của đệ không phải là dễ đâu. Lẽ ra đệ phải vui chứ, tại sao lại buồn như vậy hả? Lúc nghĩa phụ của tôi còn sống rất là thương mến tôi, nhưng mà sau khi ông ta bị người ta sát hại rồi, tôi còn đi lang thang giang hồ. Tôi có lỗi với nghĩa phụ của tôi. Hơi giờ đệ đâu có biết, làm sao mà trách đệ được. Dù muốn dù không, tôi cũng cảm thấy có lỗi với nghĩa phụ. Đại ca, Lục tiền bối nói không sai. Lẽ ra tôi phải đi tìm tên vua chó kia để trả thù cho nghĩa phụ, đồng thời phải đi cứu dạng tứ ca mới là huynh đệ tốt. Được, huynh đi với đệ. Đại ca, huynh bị thương chưa có lành, không tiện đánh lộn với người ta, để tôi đi một mình được rồi. Cái gì? Đệ muốn để huynh ở đây một mình à? Hơi giờ dù là huynh có bị thương nặng hơn, huynh cũng phải giúp đỡ đệ. Đại ca, Hồng Hoa Hội có nhiều huynh đệ hiểu lầm đại ca mà, huynh đi không có tiện đâu. Hơi giờ mấy người đó đó hả, mỗi khi mà nhìn thấy huynh á giống như thấy rắn thấy cọp vậy. Nếu chúng ta không phải là huynh đệ với nhau á thì tôi đã đánh với bọn chúng một trận rồi. Đó là vì khi xưa huynh bị mang tiếng xấu cho nên mới bị hiểu lầm đó thôi. Đệ không muốn huynh đi thật sao? Đại ca, đợi khi nào vết thương của huynh lành rồi, huynh đệ chúng ta hãy uống một bữa cho thật say. Được, huynh đồng ý. Nhưng mà đệ phải hứa với huynh là phải giữ sức khỏe đó nha. Đệ biết, phải giữ lời hứa nghe, không được phạm bất cứ lỗi lầm gì. Được, huynh hứa với đệ. Bây giờ cho dù có để hết bảo vật trước mặt của huynh, huynh cũng không phải tham lam đâu. Thế nào, như vậy có được chưa hả? Đại ca, Gia Lạc này đã được kết nghĩa làm bạn với đại ca. Gia Lạc cảm thấy không bao giờ quên tình nghĩa của huynh đâu. Huynh cũng vậy. Huynh đệ, bây giờ đệ cũng như là người có hai mạng trên người. Một mạng là của đệ, một mạng là của huynh. Đệ chết thì huynh cũng không có sống đâu. Đừng có khóc lóc với nhau nữa. Nếu không thì người ta nhìn thấy còn tưởng chúng ta là hai người đàn bà nữa đó.
Đệ, đệ hãy mau đi đi, đi mau đi. Đệ ca, xin hãy bảo trọng. Đã 30 năm rồi tôi chưa có khóc. Gặp lại huynh, thật là nhân sinh sự bất tương phùng. Ấy, có phải là chân của huynh bị thương hay không? Sơ ý bị té thôi. Còn mấy người làm của huynh đâu rồi? Tôi kêu mấy người đi làm việc cho tôi rồi đó mà. Nè, kiếm chỗ nói chuyện đi nha. Được. Được rồi, đây là loại thuốc của danh y, rất là hiệu nghiệm. Đệ bảo đảm với huynh không có quá 3 ngày vết thương của huynh sẽ hết hẳn đó. Đa tạ Đông Phương huynh. Huynh thật sự là phải cảm ơn tôi. Trong đời của tôi chưa có bao giờ hầu hạ ai giống như là huynh đi. Huynh đệ là công tử con nhà giàu, tại sao không đến những chỗ khác giếng cảnh, đến thị trấn nhỏ này làm cái gì? Tôi tới đây kiếm một mỹ nhân. Mỹ nhân? Bên ngoài cô nương này đẹp như là hoa vậy. Nếu như có thể cùng với cô ta đi xem phong cảnh thì thiệt là không uổng trong cuộc đời này. Không ngờ Đông Phương huynh lại đa tình như vậy. Là huynh đệ, không biết có người đẹp nào làm cho huynh đệ nhớ như vậy hay không hả? Tôi chỉ sợ rằng tôi cố ý mà người ta không thích. Nếu không thì đa tình cũng chỉ là buồn bã mà thôi. Đúng vậy, con người đừng có nên đa tình bậy bạ. Nhưng mà bất kể cô ta là ai thì tôi phải bắt buộc theo tôi mà. Là huynh đệ, chúng ta quen biết cho tới bây giờ, tôi cũng chưa biết huynh đệ là người của tỉnh nào. Là người Hải Ninh tỉnh Triết Giang. Là người Hải Ninh? Đúng vậy. Vậy cha của huynh làm nghề gì, có biết hay không? Tiên phụ là Trần Thế Quang, đã từng làm quan của triều đình. Anh là con của Trần Thế Quang sao? Quynh quen với tiên phụ à? Tôi không quen. Nhưng vì nhà của tôi làm quan quá nhiều, cho nên tôi nghe tiên phụ nói từ nhỏ. Trần Thượng Thư là một vị quan thanh liêm. Là huynh đệ, nhà của anh còn có huynh sư muội khác hay không? Chỉ có một đại tỷ mà thôi. Không có huynh đệ? Không có. Chẳng lẽ Du Văn Đình đã gạt tôi à? Nhà Trần chỉ có một đứa con trai, tôi không thể là con của nhà Trần. Huynh đang suy nghĩ cái gì vậy? Không có gì. Tôi đang nghĩ tiên phụ và cha của huynh khi xưa làm việc chung với nhau. Huynh và tôi vừa quen nhau lại là tri kỷ. Đời người thật là kỳ lạ, rất là khó hiểu đó. Không biết cha của huynh khi xưa đã làm quan gì? Chỉ là một quan nho nhỏ thôi. Là huynh à, huynh đã là người của quan phủ, nhưng mà tại sao huynh lại có thể quen với người giang hồ chứ? Từ nhỏ thì mẹ tôi giao tôi cho cha tôi nuôi. Cha tôi dẫn tôi lên Thiên Sơn để học võ. Sau này tôi sống ở giang hồ, giống như là một người giang hồ. Nếu huynh nói vậy thì nghĩa phụ của huynh là người nổi tiếng giang hồ à? Nghĩa phụ của tôi là một đại anh hùng có rất nhiều người kính ngưỡng. Nhưng mà cái gì? Ông ta đã bị sát hại. Bị người ta sát hại? Là ai vậy?
Xin lỗi huynh, lẽ ra tôi không nói tới chuyện đau buồn của huynh. Đông Phương huynh à, tôi có một chuyện muốn hỏi huynh đây. Em bà con của huynh là người gì? Cô ta đang ở đâu hả? À, cô ta là người ở Dương Phủ mà. Cha cô ta là một quan nhỏ, cho nên từ khi nhỏ nó đã phá phách rồi, nghịch ngợm và không sợ một người nào cả. Lạc huynh à, tại sao tự nhiên lại hỏi tới nó vậy? Ồ, Lạc huynh, anh có thích nó hay không? Vậy thì tốt, như vậy tôi đây có thể làm mai ngay cho huynh đó. Bởi vì tôi đây thân với cha của ta. Cái cô em bà con của huynh cứng đầu như vậy, tôi làm sao có phước để nhận được. Huynh nói đúng. Dọc việc nữ giả tất tiền phục, kỳ tâm dục phục kỳ tâm tiền. Tiên đầu kỳ sở hảo, đầu kỳ sở hảo không có lý à. Ây à, một cô nương đẹp như vậy, nếu mà chịu làm ở nhị phu nhân của tôi, có chết cũng vui nhắm mắt rồi. Đầu kỳ sở hảo à, đầu kỳ sở hảo, phục kỳ tâm. Làm thế nào mà đầu kỳ sở hảo? Cô nương à, bây giờ bắt đầu nha. Một, hai, ba. Ê, cô nương thấy điều vũ của hội tộc làm cho cô cảm thấy như đang ở quê hương hay không hả? Ê, nè coi này nha. Bất kể người dùng phương pháp gì, cũng đừng có mong ta sẽ khai ra bất cứ chuyện gì. Đẹp quá, đẹp quá. Người ta nói cô nương là hồi tộc mỹ nhân, thiệt là đúng vậy. Được được, đừng có giận mà. Lấy cái bàn tay dơ ra. Được, đừng có giận nha. Tôi có ý tốt với cô thôi bà. Bảo đảm mà không có đụng cô đâu, đừng có lo. Bây giờ cô hãy suy nghĩ đi, cô đang sống ở xứ của người ta đó. Dĩ nhiên là cô nhớ quê hương có đúng hay không hả? Bây giờ tôi đặt ra điều vũ của hồi tộc này đây. Mục đích đó là để cô đừng có nhớ nhà nhiều đó. Nè, bắt đầu nhảy thêm lần nữa đi. Tiểu thơ, mấy người có phải điên hay không? Mọi người đang lo kiếm hoàng thượng, chỉ có mấy người ở đây giỡn mặt với nhau à? Muốn bị chém đầu hả? Cha của ta đâu? Tổng Bình, Tổng Bình đang ở trong tù. Cha của ta ở trong tù làm gì? Mấy người ai ai cũng lén lút như vậy, nhất định là có vấn đề rồi. Cho ta biết có chuyện gì. Cô nương à, cô nương cảm thấy tôi nhảy thế nào hả? Có đẹp hay không hả? Đại Thanh Triều có tên quan như người là một sỉ nhục lớn. Sỉ nhục à? Không có đâu à. Đại Thanh có một người quan như tôi thì mọi người dân tộc đều phải quy thuận hòa bình, sống với nhau, mọi người vui vẻ hả? Chúng ta nhảy thêm một lần nữa đi. Nè, người bị bệnh thần kinh hả? Không có bệnh thần kinh đâu. Nhà họ Lý tôi xưa nay ai ai đều khỏe mạnh cả. Hãy
Con không có biết à? Ây da cha, con nghĩ là cha đã phát điên rồi. Nói bậy bạ. Cái tiểu cô nương của hội tộc này chưa có chịu khai, cha làm như vậy để cổ khai ra hết đó. Con có biết hay không hả? Cha nha, cha thật sự là... Nè, mấy người đi ra đi. Đi đi, đi ra ngoài đi, mau đi. Đi hết đi mà. Con, tại sao mà đuổi người ta đi ra hết vậy? Cha à, tại sao cha làm mấy cái chuyện mơ hồ như vậy? Cha không sợ là người ta biết được và triều đình xử cha hay sao? Cha cũng muốn biết hoàng thượng đang ở đâu đây nè. Cho nên anh cha vũ của ta nói ra mà thôi. Cha nha, là vì cha mê người ta quá mức rồi nên mới bị điên cái đầu. Con cho cha hay, theo như con nghĩ, hoàng thượng không có bị người của Hồng Quốc hội bắt đâu. Ông nhất định là tự ý rời khỏi tổng binh phủ và không có biết đường đi trở về đó. Thiệt à? Cho nên lập tức ngay bây giờ cha hãy cho người đi ra ngoài thành để mà tìm đi. Đừng có đây đùa giỡn như người ta nữa, để cho người ta cười à. Phải cha đi mau đi. Cha đi liền, cha đi liền. Cô nương à, tôi đi đó nha. Cha đi đi. Được, cha đi liền bà, anh cha đi liền. Lộc Huynh, Lộc Huynh, Lộc Huynh, Đông Phương Huynh, tôi có chuyện cần phải đi trước. Khi khác có duyên gặp lại. Trần Gia Lạc. Khách quan, mời ngồi. Tam ca, huynh nghĩ Thất ca và mấy người có ở tổng đà không gì hả? Không thể nào. Hắn biết được đảo quan của nhị ca ở gần đây, và hắn cũng biết được chúng ta cần phải ở đó tạm. Bây giờ tôi chỉ sợ thiếu đà chủ không có đến kịp mà thôi. Tại vì tôi sợ thiếu đà chủ sẽ bị chuyện đến chậm trễ. À, quý khách, đến nữa rồi à? À, cho về món bình thường đi. À, món bình thường thì không có, chỉ có món cháo thôi. Cũng được. May quá, ông khách đó dường như là người khách trong tiệm của chúng ta đó. Ủa, mời tự nhiên. Thống lãnh, ông đừng có lo, lần này chúng ta nhất định kiếm được hoàng thượng mà. Tiểu nhị, mang mấy món ăn ra đây. Hoàng thượng, nô tài Thọ Đại Lâm bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng Cát Tường. Đồ khốn kiếp, thấy hoàng thượng mà không quỳ à? Quỳ xuống hết. Được rồi, chậm miễn lễ đó. Khải bóng hoàng thượng, hoàng thượng ra ngoài đã nhiều ngày lắm rồi, các thần không bảo vệ hoàng thượng tội đáng chết, xin hoàng thượng hãy giáng tội. Giáng tội cái gì? Khách đừng có quỳ nữa mà, đứng dậy đi. Các thần tội đáng chết không bảo vệ hoàng thượng, xin hoàng thượng lập tức về tổng binh phủ để xử tội các thần. Vẫn là muốn chậm đi về thôi. Hoàng thượng, bây giờ trẫm chưa có đi về. Khanh về tổng binh phủ đi, khi nào lo xong chuyện rồi trẫm sẽ về. Nô tài không dám. Không dám cái gì? Nô tài... Nè nè, làm cái gì? Nè nè, đứng lại đi, đứng lại. Đừng có chạy nha, cứu hoàng thượng. Vậy là chính mắt ông nhìn thấy hoàng thượng bị bắt đi rồi hả? Là bị người nào bắt vậy? Ai là tụi nào vậy? Người của Hồng Hoa Hội. Hả? Là người của Hồng Hoa Hội? Hồng Hoa Hội à? Một hồi thì nó hoàng thượng bị cướp đi à, một lúc thì nó hoàng thượng bị mất tích à. Nghĩa là sao? Bây giờ thì nó là Hồng Hoa Hội bắt hoàng thượng đi. Tôi thiệt là không có hiểu nổi mà. Ê dạ, nhưng mà Thọ Đại Nhân à, nếu như mà hoàng thượng mới bị bắt đi như vậy, người con gái hội tộc kìa là bị quan đó, đúng như vậy hay không?
Ây da, cha à, lúc này mà cha còn lo cho ngưỡng gái kia nữa. Ây da, cha tội nghiệp cổ quá đi con à. Cho nên là bởi vậy. Tội nghiệp cái gì chứ? Lý Khả Tú, ông phải tự tội nghiệp cho mình. Nếu ông kiếm không ra hoàng thượng cho tôi, ông sẽ bị chém đầu nữa. Hãy mau đi kiếm Bạch Trại Nhân để bàn tán với nhau đi. Đi. Dạ. Đi ngay. Chết rồi, tôi phải mau đi kiếm hoàng thượng nghe mới được. Nếu không thì nhà Lý này sẽ phiền ghê lắm. Cái tên hoàng đế này nhất định ham chơi, đi lạc đường mà thôi à. Không thể nào bị bắt cóc mau như vậy đâu. Dạ không có đâu sư phụ à. Thọ đại nhân có nói là chính mắt của họ nhìn thấy hoàng thượng bị người có Hồng Quan hội bắt đi đó. Ê, đừng có nhìn con nha. Lần này con không có nói dốc đâu, con nói thiệt đó. Con xin thề. Lạ thật. Tất cả người của Hồng Quan hội đã tới An Tây hết rồi. Tại sao lại còn có người ở đây nữa chứ? Thọ đại nhân kia nói là ở trong đó có một người hình như là Thập Tam Đà Chủ. Thập Tam Đà Chủ Tưởng Tứ. Ê, sư phụ à, nếu sư phụ có quen thân với người của Hồng Hoa Hội và ông đã cứu qua Trần Gia Lạc, bây giờ con đề nghị với sư phụ, hãy đi nói chuyện với người ta đi, để người ta thả hoàng thượng ra, có được không? Chuyện này xin hỏi gì đại ca, ở đây cách Thiết Đảm Trang còn bao lâu nữa vậy? Bên kia kìa. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Các người đừng có tới gần tôi nha. Cô nương, cặp dao muốn giết ai vậy? Cặp dao nè, chết tiệt à. Đến đây. Thank you.
Chấm riêng nè cừu. Chấm rốt mà chắc bí lấy xe xo lại.